Chào cô chú nè. Hôm nay con mặc đồ đẹp đi qua ăn sinh nhật của bánh bao nè. Chú chào cô chú đi con. Giỏi. Rồi mình đi qua nội nè. Mình đi qua nội nè. Giỏi quá. Đi qua nội ăn sinh nhật của bánh bao nha. Nhà ở sát bên hà. Cũng điệu hà. Đó, tới nhà rồi. Bước có hai bước là tới nhà rồi. Rồi, vô coi. Bánh bao đâu rồi? Bao ơi, ba chuột qua tới nè. Ba chuột qua nè. Cúng xong mới quay nè. Ừ. Đây. Hôm nay sinh nhật cũng có ai hết trơn. Có ông bà nội nè, mẹ nè, chị hai với bánh bao chục ăn thôi. Bao ơi, bánh bao. Bao ơi. Đây nè, bánh bao nè. Đây. Bao ơi, mặc đồ đẹp quá ta. Dễ thương quá ta. Đây nội đang cúng cho chục em nè. Hôm nay dịch cho nên là cúng đơn giản thôi. Đang dịch. Mình cho chục em được 1 tuổi. Chúc chục em mau ăn trống lớn nha. Nguyễn Duy Khương. Nay dịch cho nên không có bánh kem. Mai mốt mình qua dịch mua bánh kem bù lại nha. Chưa cho là nè, đây đây nay con tôi lôi rồi mừng sinh nhật con 1 tuổi. Để cho em đi con, mừng sinh nhật chúc em 1 tuổi nha. Để con nay con bóc gì nghe, để cho rồi em. Để cho em bóc rồi nha. em bóc gì rồi em vô em bóc nha. Rồi em bóc gì, em bóc đi, để em bóc tên ai trời ơi coi bóc gì chồng thế rồi giống anh ba chuột rồi. Đưa cho anh ba chuột đi rồi. Rồi hai anh em nữa làm ca sĩ nha. Nó đâu có dòm. Dột bài lấy đó, dột lấy đó, dột. Chụp em ơi, chụp em bóc cái gì nào? Việt. Việt. Quay quay cho con bóc. Bóc cái mì là đưa cho anh ba đó. Bên ba là ca sĩ chứ em là ca sĩ. Ba là ca sĩ đó. Bóc cái mì là đưa cho anh ba đó. Đây, đây nè, bóc cái gì? Việt. Bóc thước, bóc viết rồi. Ừ. Hả? Đưa lên miệng luôn chứ vợ. Đưa lên miệng luôn. Ai? Rồi con bóc gì con bóc ai? Ba. Bóc ba, bóc ba. Đây nè, đây nè, đây ăn dốc rồi nè. Ăn dòng dốc là con bóc nào? À chị hai để xì cho em đi. Chưa, chút đi, chút đi. Bóc tiền, đè cục xôi dục rồi. Đè cục xôi, đè đầu mày luôn. Đè cục xôi lần lại bóc cái đó đó. Đè đầu luôn, ừ, đè đầu luôn, đè đầu cục xôi luôn. À, lấy gì nữa, để em lấy gì nữa. Lấy gì không? Anh ba chuột là chỉ biết cầm cái mi thôi. Ba, ừ. 1, 2, 3. Làm gì nữa đâu, lấy gì nữa đâu. Lấy gì, mày viết bỏ vô, lấy ra vô vậy ha. Rồi, bóc viết, bóc thước nha con. Thước, bóc viết. Không thèm vàng tiền nữa cho nó con. Lấy cái này có sự nghiệp và có tiền. Đây bà. Có sự nghiệp và có tiền hả ha. Anh ba chuột rồi nào giờ chỉ biết cầm cái mi thôi. Cầm mi thôi, biết làm gì nữa cho anh nói tới. À. 1, 2, 3 nè. Lượt, lượt. Nè, rồi con bóc gì nữa nè. Con ngắp nè. Lượt, trái đầu, kiến gì đâu, không bóc gì ra nè. Bóc cái nào. Lấy cái nào. Rồi, có ai cái đó thôi. Rồi, lấy gì nữa đâu. Nè, nè, con lấy nào lấy gì nè. Nói gì lấy gì á. Nói gì á. Ừ, con bưng ra đây. Lấy cái mì đi. Ba, ừ. Mình bóc thước bóc viết nha. Thước bóc viết cái mi à. Nó bóc cái mi đưa cho anh ba chuột cái gì. Bóc cái mi là đưa cho anh ba chuột á, chứ không phải lấy cái mi đâu. Bóc cái mi là đưa cho anh ba chuột, biết anh ba là thích cái mi vậy đó. Nè, vàng nè, không bóc. Vàng đẹp mà không còn vô ốc nè. Bóc nè, bóc lấy vàng không. Lấy vàng không. Chị hai vô chút, cho chuột em đi. Chị hai đưa cho chuột em đi. Chị hai đi cho chuột em. Ủa đi xì cho chụp em. Đi xì cho chụp em 200 ngàn nè.
Chúc em gì? Học giỏi, ngoan nè, học giỏi nè. Để ơi. Bye bye. Chưa lấy tới đây được rồi nha. Vàng mà vàng quay vàng nè đó, đó. Chụp anh lấy, chụp anh lấy. Đây, con lấy vàng không? Để nè, con lấy không? Không chịu lấy. Không lấy luôn á. Chụp bết à, cái tầm đó vậy bóc bao cục soi đưa gì vô cũng khóc tôi cái tầm. Đưa vô cũng khóc rồi, đưa vô ngay nó cũng không lấy nữa. Nó không thích là không lấy à. Để cho nó lấy gì nữa. Con lấy cái nào? Cái đó lấy chơi chứ không thèm. Thèm là chỉ thèm cái viết với lại thước thôi. Rồi mình quay đến đây được rồi nha. Bye bye, chào tạm biệt cô chú, chào tạm biệt mọi người.